nay ngày 17 tháng chạp 2021 nha, chuẩn bị Tết rồi. Nay mình ra mình tỉa cây mai với mình tước lá mai. Cây mai này nếu mà tính mua về chắc cũng là 10 năm. 10 năm trồng trong chậu vậy nè. Hồi xưa còn xiên bưng lên bưng xuống Tết, bưng xuống nhà dưới ở phòng khách để nó ra bông 10 cánh, mười mấy cánh luôn, đẹp lắm. Còn sau này làm biến rồi, nên để trên lầu 1, ban công lầu 1 suốt. Cứ Tết là tước ra thôi, tước lá mai cho nó nở bông được chơi thôi, chứ không có bưng xuống nữa. Chiều nay là 4:50 chiều rồi nha các bạn. Rồi, mình sẽ tước cây mai này. Tước cây mai này thôi. Trời lại đang mưa. Trời không mưa nhiễu hột. Lắc rắc. Hello ba. Hello con, ra tước mai không? Lúc nãy giờ con có thì ba không thấy con hả? Thấy. Tước lá mai là vô cùng dễ luôn, chỉ cần mình bẻ ngược cái cuốn nó ra, cụp ra ngược lại cái cành là nó rớt ra thôi. Xong, tước xong biết nhiêu giờ nữa, hai mấy phút luôn, 28 phút mới tước xong cây mai. Có mấy cái nụ này cắt luôn, bỏ luôn. Cái này là nở bông rồi. Cái này là mấy cái bông nó nở rồi. Bứt bỏ. Rồi, kết thúc nha các bạn. Vậy là xong, tước xong cây mai, bây giờ còn phải dọn vệ sinh khu này. Đó. Lá. Goodbye, see you again.